Sau 3 năm chờ đợi, cuối cùng phần 2 của Goosebumps với tựa đề Đó là câu chuyện lúc nửa đêm 2, Halloween quỷ ám đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 25 tháng 10 trên toàn quốc. Thế nhưng có một điểm hơi buồn, đó là có vẻ như mọi nỗ lực kéo dài của thương hiệu này gần như là đã thất bại. Câu chuyện lúc nửa đêm 2 Halloween quỷ ám tiếp tục là phần sau phần 1 đã khép lại khi những nhân vật ma quái bị thu hồi lại vào cuốn sách đang viết dở của Style và một lần nữa thì họ được hồi sinh một cách đầy tình cờ. Sunny và Sam trong một lần dọn dẹp nhà cửa đã vô tình phát hiện ra một cuốn sách được cất giấu khá bí mật. Tò mò nổi lên và hai cậu nhóc đã mở cuốn sách ra và đưa dối mặt cười Slappy thông minh đầy ma thuật quay trở lại với thế giới loài người. Những ngày đầu tiên mới xuất hiện thì Slappy vốn là một chú rối thân thiện và đầy toàn năng. Thế nhưng dần dần thì Slappy bắt đầu gây rắc rối và cho Sunny, cho Sam và Tyler. Chính vì vậy mà Slappy đã bị gia đình Sunny từ chối. Cũng từ đây thì thảm kịch bắt đầu diễn ra dưới sự lãnh đạo của Slappy siêu thông minh và đầy quyền năng. Nếu như bạn so sánh Goosebumps 2 với phần trước đó thì nội dung phần này yếu thế hơn khá là nhiều. Còn nếu như đánh giá sự kỳ vọng của khán giả thì quả thật bộ phim chỉ khiến cho fan của thương hiệu này cảm thấy thất vọng. Đối với những người chưa xem phần 1 của series phim thì phần 2 chỉ được đánh giá ở mức độ tạm được mà thôi. Câu chuyện lúc nửa đêm 2 Halloween quỷ ám lấy bối cảnh vào dịp Halloween, thế nhưng bộ phim không đủ sức để mang lại cảm giác kinh dị ghê rợn cho khán giả lẫn các nhân vật trong phim. Xuyên suốt thời lượng thì người xem có thể hiểu được một bộ phim có nội dung quá đơn giản, không hề có những tình huống bất ngờ và không có những tình huống căng thẳng khiến người xem phải căng mình lên vì lo lắng. Và tất nhiên nó cũng không có bất kỳ cao trào và nút thắt nào cả. Cách xây dựng các tình huống không tạo được sự hấp dẫn cho khán giả và quá trình gây rối của Slappy chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Quan trọng hơn, bộ phim hoàn toàn không mang lại bất kỳ một thông điệp nào dành cho người xem và nó chỉ phù hợp để có thể giải trí. Vậy nên sau khi bước chân ra khỏi phòng chiếu thì mình thấy được hơn một nửa khán giả không thể nào nhớ được cốt truyện của bộ phim này. Mặc dù kịch bản thì có đơn giản, thế nhưng thật may vì bộ phim vẫn có những tình huống hài hước đủ để khán giả bớt cảm giác nhàm chán khi theo dõi. Nhưng thật tiếc là không có quá nhiều yếu tố hài hước được khai thác nên bộ phim này chỉ thực sự phù hợp với lứa tuổi dưới 16 hơn. Tóm lại cuối cùng về phần nội dung thì câu chuyện lúc nửa đêm 2 Halloween quỷ ám có lẽ sẽ chỉ phù hợp để xem phim giải trí. Còn về phần nội dung thì bộ phim thực sự chưa được đánh giá cao. Dàn diễn viên trong câu chuyện lúc nửa đêm 2 Halloween quỷ ám có màn thể hiện khá ấn tượng. Tuy nhiên do sự hạn chế của biên kịch nên những nhân vật này không thể phát huy được toàn bộ thế mạnh của mình. Sunny do Jeremy Ray Taylor đảm nhận và nam chính của bộ phim X là một chàng trai mập mạp có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Sam của Kelly Harris lại chịu trách nhiệm mang đến tiếng cười cho cả bộ phim. Madison Iceman là một người chị đầy cá tính và có trách nhiệm. Rối gỗ Slappy cũng mất đi vẻ tinh danh, năng động và đáng sợ vốn có của nó. Xuyên suốt hơn một tiếng đồng hồ thì khán giả chỉ thấy Slappy cười là chính. Và thậm chí có những phân cảnh không cần thiết mà Slappy vẫn cười một cách đầy đắc ý đến khó chịu. Phần hình ảnh của câu chuyện lúc nửa đêm 2 Halloween quỷ ám được đánh giá rất cao. Các nhân vật trong phim đều được xử lý bằng đồ họa, từ rối gỗ Slappy, phù thủy không mặt, nhện khổng lồ cho đến cốc uống nước. Hình ảnh được trau chuốt khá tỉ mỉ đến từng chi tiết nên binh đoàn quái thú hiện lên tương đối đáng sợ nhưng cũng vô cùng chân thực. Và đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của bộ phim điện ảnh này. Âm thanh của bộ phim cũng được khán giả đánh giá cao bởi những tiếng động trong phim hiện lên cực kỳ chân thực. Nhiều khán giả sẽ phải giật mình liên tiếp bởi những tiếng động kết hợp với hình ảnh trên màn hình máy chiếu càng khiến cho bộ phim này trở nên hấp dẫn hơn. Câu chuyện lúc nửa đêm 2 Halloween quỷ ám hiện đang được 6,1 trên 10 điểm trên trang IMDb và 44% điểm tươi trên trang Rotten Tomatoes. Đây là những đánh giá tương đối khách quan về bộ phim này, vậy nên khán giả hoàn toàn có thể cân nhắc khi đến rạp chiếu phim và đặt vé. Và hiện nay thì bộ phim đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và đừng quên book vé online để giữ cho mình một vị trí ngồi đẹp nhất trong rạp. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại cho những tác phẩm cũng đang công chiếu trong dịp này. Xin chào.